Hello các bạn, tôi nắm tay một em gái rất là xinh tươi. Đây chính là Toyota Cẩm Ly. Cẩm Ly nha. À, đây có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội 389 và lại là Quang Béo đây. Hôm nay Quang Béo lại mang tới cho các bạn đó chính là Toyota Cẩm Ly sản xuất 2014. Giá chỉ 605, bản 2.50. Chết rồi, tính đợi giá tới bực mấy cuối mà thôi lỡ rồi, nói luôn nha. Con này sở hữu nước sơn màu bạc. Trời nắng quá nên Quang cũng nói nhanh thì các bạn ráng nghe nha. Đây, mặt ga lăng viền rơm nè. Đó, biển số thành phố rất là đẹp luôn. Đèn bi Rosetta. Xe thì nước sơn còn khá là đẹp, khá là ok luôn ha. Mâm thì là mâm đúc nguyên khối. Đó, màu bạc một màu nè. Rồi lớp là lớp Michelin. Thông số lớp là 215/55R17 nha các bạn. Đó, và động cơ là VVTA Dual. Gương gặp chỉnh điện tích hợp xi nhan báo rẽ. Cùng với đó là một cái phần mở rộng góc nhìn nè. Đó, các bạn dòm thấy không? Rồi, cũng đã được trang bị về che mưa, dán phim cách nhiệt, tay nắm cửa viền rơm. Đó, ok. Và phần nội thất mới là phần đặc biệt của những cái con dòng Cẩm Ly. Sorry các bạn, Camry nha các bạn. Đó, là làm nên tên tuổi dòng Camry. Đây là phần đằng sau. Đèn hậu cũng rất là đẹp ha. Đây cũng có đã đèn LED nè. Thì đèn xi nhan vẫn là đèn halogen nha. Đây, cũng có cảm biến lùi nè, camera lùi nè. Đó, biển số thành phố rất là đẹp, 85057. Là phát sinh không thức sinh nha các bạn. Đó, không thức sinh, phát sinh thôi, là lúc nào cũng mới phát thôi chứ không có bị thức nha. Ok, thì quan tính mở cốp nhưng mà xe đang khóa chắc khóa bên trong rồi. À, ok, thì đây bản 2.50. Thì cái cốp này các bạn cứ yên tâm, cốp này khá là rộng rãi và vẫn còn bánh sơ cua đồ nghề đầy đủ hết. Bên quan sẽ nếu thiếu bên quan sẽ bổ sung cho các bạn ha. Và ok, giờ chúng ta cùng vào bên trong khoang nội thất đi. Mời cameraman qua đây. Đây, về bên trong khoang nội thất thì xe được trang bị một bộ nội thất nè, màu đen. Đây, vì đây là bản 2.50. Đây, chúng ta cũng sẽ có rèm che nắng nè. Đó, giờ thấy không? Rồi cái phần ghế đằng sau chúng ta cũng là chỉnh điện luôn. Đó, đây quay sẽ bấm cho các bạn xem. Đây, những cái nút chỉnh điện ở đây. Có cả bấm nút rèm nè, chỉnh âm lượng ở ngay trên đây luôn. Đó, power, mode, đồ này nọ. Đây là các bạn dầm cái ghế nè, quay đang đẩy lên nè, thấy không? Đó, thấy không? Đang lên, thấy không? Ghế đằng sau là 4 ghế chỉnh điện hết. Còn nếu các bạn muốn ngồi 5 người thì các bạn chỉ cần việc dỡ cái này lên thôi. Dỡ cái này lên nè, đó. Vì bản 2.50 mà giá chỉ có 605 triệu. À, xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Hà Nội 389, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và có cả cửa gió đằng sau, ốp gỗ, sàn 5D rất là dễ dàng vệ sinh luôn đó. Ok, và giờ chúng ta cùng lên hàng ghế trước đi và camera đi với Quang nha. Đây, phần hàng ghế trước thì xe được sở hữu là ghế tài và ghế phụ là chỉnh điện. Thì hàng ghế sau là chỉnh điện, chẳng lẽ là hàng cái ghế phụ là ghế chỉnh cơ đúng không các bạn? Đó, vô lăng bọc da, Quang sẽ đề máy cho các bạn xem luôn. Đây, đó, máy móc còn êm ru. Ê, Odo, Quang cũng sẽ quay Odo cho các bạn. Đây, Odo thì chỉ mới có 81.000 cây thôi, các bạn thấy không? Đó, báo đầy đủ hết, ô tô gặp gương luôn. Khi mà mình bấm khóa là gương cũng sẽ tự gặp lại. Màn hình nè, rồi những cái tính năng nè, gió đồ chỉnh rèm ở đằng sau nè. Cái phần bệ tì tây yên ngựa nè cũng là được làm bằng gỗ luôn, rất là đẹp ha. Đó, bản Camry. Đó là những cái thứ mà làm nên tên tuổi của dòng Toyota Cẩm Ly. Ôi, sorry các bạn, cứ đang nắm tay sướng quá, cứ tưởng nắm tay chị Cẩm Ly không à. À, đó làm nên tên tuổi của dòng xe Camry. Đó, ốp gỗ đồ rất là đẹp, da rất là đẹp ha. Ra da là cũng gần 10 năm rồi. Nay 2023, xe 2014 là 9 năm rồi. Da rất là đẹp luôn. Ghế chỉnh điện ở bên đây cũng có nút chỉnh điện nữa nè. Đó, các bạn giờ thấy Quang đang bấm không? Cái ghế nó sẽ chạy nè, đó, nút chỉnh điện đầy đủ hết. Và xe cũng có cả chống chói bằng điện luôn, đó. Bấm vô, có cả auto luôn nè. Rồi được chủ người ta trang bị một cái camera hành trình và một khẩu pháo. Rất là đẹp ha. Ok, và giờ chúng ta cùng ra khoang máy đi xem khói động cơ 2.5 như thế nào ha. Đó, một cái khói động cơ 2.5 làm nên tên tuổi nhà Toyota Camry. Quay xe mở máy lên cho các bạn xem. Đó. Đây, đời 2014 có cả thanh trợ lực, động cơ hộp số là VVTA đó. Rồi ốc nắp capo là còn rất là đẹp ha, không có một cái vết cậy gì luôn. Xe thì bên ngoài sẽ bao cho các bạn là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên zin. Bảo hành xe này cho các bạn lên tới 3 tháng 5.000 cây tại siêu thị ô tô Hà Nội. Đó. Và ok, thì cái tiết mục quan trọng thì Quang cũng đã lỡ nói ở ban đầu rồi. Thì Quang cũng xin nhắc lại, đây là Toyota Camry. À, Cẩm Ly nha bạn, sản xuất 2014, sở hữu nước sơn màu bạc. Đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với giá là 605 triệu nha. Đó,
rất là đẹp luôn. Bản 2.5 quay. Nếu các bạn đang có quan tâm dòng xe này thì cho Quang để lại thông tin bên dưới, bên Quang sẽ rồi mới xong rồi. Đó thì Quang cũng xin nhắc lại, đây là Toyota Camry, ở lộn Cẩm Ly nha các bạn, sản xuất 2014, được sở hữu nước sơn màu vàng. Bản 2.5 quay đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với giá là 605 triệu. Hiện nếu các bạn đang có quan tâm dòng xe này thì cứ nhấc máy lên liên hệ ngay cho bên Quang ha. Đó, và hiện tại bên Quang đang còn mua rất là nhiều xe, nếu các bạn có nhu cầu bán xe thì cứ liên hệ ngay cho bên Quang. Thì bây giờ trời nắng quá thì chắc Quang cũng xin tạm biệt các bạn ở video này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video khám phá và nghe giá tiếp theo nha. Và hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye. Và quên nữa, các bạn cho Quang xin một like, một share như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội. Và bây giờ bye bye Thiện nè. Bye bye.